Hello các bạn, và đây là video thứ hai của Tiên trong 2019. Video này thì Tiên sẽ chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm yêu thích của Tiên trong 2018. Và vì quá là ưng thế nên là Tiên sẽ tiếp tục mang các bạn để đồng hành cùng mình trong 2019. Thế nên là hãy xem những sản phẩm này là sản phẩm gì nhé. Bạn đầu tiên được gọi tên chính là sữa rửa mặt của Fresh Soy Face Cleanser. Bạn này thì Tiên đã dùng được khoảng 4 tháng nay rồi. Cực kỳ nhẹ dịu và cực kỳ ưng ý. Bởi vì là Tiên đợt trước có đi nặn mụn này rồi lăn kim, nhưng mà về nhà vẫn rửa được sữa mặt này rất là ok, không còn sao hết. Và đặc biệt là có mùi dưa chuột, rất là thích. Bạn này thì thường được Tiên dùng cùng với máy rửa mặt Foreo Luna Mini 2. Máy này thì Tiên mua từ đợt trước Tiên đi Hàn Quốc, sau đấy thì cũng có mang về Nhật và mang về Việt Nam để dùng. Bởi vì rất là nhỏ gọn, thế nên là dù có đi du lịch đi đâu thì Tiên cũng mang theo được. Và đặc biệt là nhỏ gọn nhưng mà tác dụng thì không phải nói nhiều nữa. Bạn này Tiên nghĩ là Tiên khoe rất là nhiều rồi. Tác dụng đầu tiên mà bạn này đem lại cho Tiên là hết được bộ đầu đen ở mũi. Do Tiên thường để ý để giữ ở những cái phần cánh mũi cũng như là vùng chữ T mà Tiên hay bị đổ nhiều dầu này. Và sau một thời gian sử dụng thì Tiên thấy là lỗ chân lông của mình cũng nhỏ lại này. Mụn ẩn thì ban đầu mới dùng thì hơi đẩy lên một chút để Tiên có thể nặn ra được. Nhưng mà sau đó thì rất là sạch và mịn, không còn thấy gì nữa. Cảm giác thích sau khi mà mình rửa xong, dùng cái nước để mình lau sạch lại cái phần sữa rửa mặt còn lại ấy, thì sờ lên da rất là mướt. Lúc đấy thì mới thấy là tác dụng của cái máy rửa mặt này là tốt đến như thế nào. Đây có thể được coi là bạn mà giúp cải thiện làn da của Tiên trong năm 2018. Bởi vì như các bạn biết thì năm 2018 Tiên phải di chuyển rất là nhiều, thì mặt Tiên cũng từ đấy mà da nó cũng tệ hơn ấy, bởi vì thay đổi thời tiết. Và mình nhiều khi đi làm về thì mình không còn tẩy trang sạch nữa. Nhưng mà nhờ bạn này thì da của Tiên đã sạch cũng như là đẹp hơn rất là nhiều. Và thêm một cái điều đặc biệt nữa là nhờ có máy rửa mặt này, khi mà da mình sạch nhá, thì Tiên mới nhận thấy là các bước skincare về sau của Tiên rất là dễ hấp thu. Và thực ra đây là cái sản phẩm mà Tiên nghĩ là Tiên sẽ đi cùng một thời gian dài, không chỉ là mỗi 2019 nữa mà còn về sau này nữa. Và Tiên cũng khuyên là mặc dù là nó hơi mắc một chút, hình như cũng mấy triệu, 2 triệu mấy hay 3 triệu ấy, thì mặc dù hơi mắc nhưng mà Tiên nghĩ là các bạn nếu mà mình có một khoản thì chúng mình nên đầu tư, bởi vì là rất là hiệu quả. Từ việc da sạch này, rồi cũng giúp các bước skincare rồi make up nhẹ nhàng của mình đẹp hơn rất là nhiều. Thế nên đây là một cái sản phẩm mà Tiên gặp ai thì cũng recommend là chị ơi mua đi. Thế nên là đây nhá, bạn này favorite luôn. Tiếp theo là kem dưỡng ẩm của Kiehl's Ultra Facial Cream. Thực ra đợt mà Kiehl's mới về Việt Nam thì Tiên cũng đã đi mua rất là nhiều sản phẩm của Kiehl's rồi. Bởi vì là thứ nhất là nhìn style rất là xinh, packaging cũng đẹp nữa. Nhưng mà dùng thì Tiên cảm thấy là cái sản phẩm mà Tiên mang theo, gọi là gì, sẽ tiếp tục đồng hành của bạn ấy trong một thời gian dài là bạn này. Bởi vì đây là kem dưỡng ẩm mà Tiên cảm thấy là cực kỳ tốt, cực kỳ hiệu quả. Tiên thì thường dùng bạn này cả buổi tối lẫn buổi sáng. Buổi tối thì sau các bước skincare các thứ nhá, thì dùng bạn này cuối cùng để khóa ẩm này. Và buổi sáng thì dùng sau các bước skincare trước các bước chống nắng thì là bạn này luôn. Bởi vì thứ nhất Tiên thấy thì giữ ẩm được đến 24 giờ, tức là rất là thích. Da Tiên thì nhạy cảm này, và thời tiết ở Việt Nam thì cũng khá là khắc nghiệt, nhưng mà bản thân Tiên thấy bạn này dùng vẫn khá là ngon lành. Mặc dù là so với mặt bằng chung thì các sản phẩm của Kiehl's hơi bị đắt một chút. Như một hũ này của Tiên đang cầm 50ml là gần 900.000. Nhưng mà Tiên thì Tiên thấy là cũng khá đáng để mà đầu tư vào. Bởi vì có một vài kem dưỡng ẩm trước đây Tiên dùng thì nó ẩm cái lúc mình bôi lên thôi, nhưng mà sau đấy thì qua đêm sáng dậy thì nó không còn giữ lại được như ban đầu nữa. Nhưng bạn này thì khác, bạn này thì sáng dậy da vẫn ẩm và vẫn hơi bóng bóng một chút, thực kỳ thích. Tiếp đến là bạn kem chống nắng này đây. Tiên thì đã dùng qua rất là nhiều các loại kem chống nắng khác nhau rồi, bởi vì Tiên ở Nhật thì nên là có rất là nhiều options kem chống nắng. Nhưng mà gần đây thì Tiên thấy bạn này là một sản phẩm mới khá là đáng mua, và đặc biệt là bạn này lúc nào cũng ở trên quầy bestseller ở bên Nhật, ở các drugstore bên Nhật ấy. Và đây là Skin Aqua Tone Up UV Essence, hay được còn dịch là tinh chất chống nắng hiệu chỉnh sắc da. Nghe thì có vẻ khá là, gọi là gì, khá là đặc biệt đúng không, khác với những cái kem chống nắng khác. Bạn này
thì có chỉ số chống nắng SPF 50 cộng và PA 4 cộng. Tại sao mà tên lại nói là bạn này đáng mua? Bởi vì như cái tên ý, tone up, bạn này sẽ giúp cho da chúng mình, tức là nâng tông cho da chúng mình sáng hồng hơn. Tên biết là mùa hè mà ai cũng lười make up, nhưng mà bạn nào thì cũng muốn có một cái làn da sáng hồng, mịn màng, ít khuyết điểm đúng không? Bản thân Tiên cũng thế. Thế nên đấy là lý do đầu tiên vì sao mà Tiên muốn mua bạn này về. Bởi vì để xem là nó sẽ giúp cho da mình như thế nào ấy. Skin Aqua Tone Up UV Essence này khi mà Tiên cho ra tay thì có màu hơi tím tím, lavender một chút. Và sau khi tìm hiểu thì Tiên biết là cái sắc tím này là sự kết hợp của sắc hồng và sắc xanh. Sắc xanh ở đây là giúp cho che khuyết điểm ở trên da chúng mình, cực kỳ phù hợp với tông da của người châu Á. Còn sắc hồng thì lại giúp cho da chúng mình hồng hào và rạng rỡ hơn. Ngoài ra thì một điểm cộng nữa là trong này có thành phần ngọc trai siêu mịn và phản ứng ánh sáng đa chiều, thế nên là khi mà ra ngoài nắng thì da chúng mình sẽ hơi kiểu bling bling trong suốt, rất là thích. Tiếp theo lý do mà vì sao Tiên cho bạn này vào trong list favorite của Tiên, đó là vì thành phần dưỡng ẩm tự nhiên có chứa hyaluronic acid và không hề chứa cồn, không gây khô da, thế nên là da dù nhạy cảm như Tiên thì dùng vẫn rất là ngon lành. Và một điểm cộng nữa, bạn này nhiều điểm cộng quá, tức là ở trong một cái quầy rất là nhiều kem chống nắng đúng không, nhưng mà Tiên bị thu hút bởi bạn này bởi vì cái bao bì cực kỳ xinh, màu unicorn hồng hồng tím tím. Và cuối cùng là đến một loạt các son yêu thích của Tiên. Tiên nghĩ là rất là nhiều bạn mong đợi đến phần này, bởi vì là Tiên nhận được rất nhiều câu hỏi là Tiên ơi, Tiên đánh son màu gì đấy. Và ở đây thì Tiên, như những bạn nào mà đã xem các cái video make up trước của Tiên, thì không bao giờ Tiên đánh một son cả. Đầu tiên trong favorite list đó là Miracle Apple Lip Lacquer. Đây là phiên bản mà Miracle Apple làm cùng với Chloe Nguyễn. Màu này của Tiên là màu Blind for Love. Thực ra bạn này thì có tông hơi kiểu cam cam, nút nút ý. Và đây là cái tông nút mà Tiên cảm thấy là dễ dùng nhất so với tông da của Tiên, hoặc có thể nói là tông da châu Á nói chung. Tiên nghĩ là ai đánh cái màu này lên thì cũng sẽ hợp thôi. Bạn này thì những cái hôm mà Tiên không make up ấy thì Tiên sẽ đánh một mình bạn này thôi là đủ, trông mình vừa đỡ nhợt nhạt mà trông bạn vẫn tự nhiên. Nhưng mà những hôm mà make up đậm, ví dụ như hôm nay này, thì bạn này sẽ được Tiên dùng để đánh làm base. Sau đó là đến Lime Cream màu Pumpkin. Đây là, thực ra gần đây thì Tiên mới bắt đầu biết đến bạn này, bởi vì là sau khi Colourpop không ra cái mama màu cũ nữa thì Tiên mới đăng lên hỏi mọi người là thế bạn nào còn biết là kiểu son nào cũng tông kiểu cam cháy như thế nữa không? Thì rất là nhiều bạn recommend cho Tiên màu Pumpkin này. Và sau khi dùng thì Tiên cũng ông thật. Và điểm đặc biệt là son này cực kỳ lì, ăn thì cũng không bị trôi mấy, thế nên là auto được vào list favorite của Tiên luôn. Và bạn này sẽ thay thế cho bạn Mama của năm ngoái. Và Tiên nghĩ Tiên sẽ đồng hành cùng bạn ấy trong 2019. Bạn này thì màu cam cháy, thế nên là khi đánh lên trên nền của son cùng với Chloe ấy, Blind for Love, thì được cái màu rất là xinh, theo kiểu là nó sẽ hơi gradient một chút, ở phía trong thì đậm, Tiên thì đánh ở trong đậm đậm lòng môi một chút, và ra ngoài thì nó có cái màu cam, không biết nói như nào, nhưng mà Tiên cảm thấy đây là cái màu son mà Tiên hợp nhất. Ngoài ra bạn này thì cũng là một bạn son mới nữa. Hôm trước thì Tiên loanh quanh đi mua đồ thì mới thấy là kiểu có cái son trong cái bao bì rất là xinh như này. Hóa ra đây là son Lemonade của chị Quách Ánh, tức là một cái son hoàn toàn của Việt Nam làm luôn. Tiên cũng hơi bất ngờ vì trước đây thì nói thật là vì quen dùng son của các hãng khác rồi, thế nên Tiên không có expect nhiều lắm từ son của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ dùng thì mới thấy là nó cực kỳ thích. Cái màu này Tiên, tức là màu hơi cam và đổ về nâu một chút. Cái màu này Tiên có là màu Sugar, thì lát nữa Tiên sẽ cho mọi người xem. Tiên chưa có thấy cái son nào nó ra được cái màu nâu nâu đẹp như thế này. Bạn này thì Tiên thường dùng để đánh ở trong cùng, để cho phần lòng môi của mình nó tối nhất ý. Thì đây là ba bạn mà gần đây Tiên dùng kết hợp với nhau và cảm thấy nó lên được một cái màu rất là đẹp, rất là ưng ý, chính là màu son của Tiên bây giờ. Thế nên là bạn nào còn đang lăn tăn không biết là nên chọn son gì cho tôn da thì Tiên nghĩ là nên thử một trong ba bạn này hoặc là cả ba bạn. Và đó,
là những cái son mà Tiên thích nhất trong năm 2018. Thực ra vừa rồi thì không phải là tất cả các sản phẩm Tiên dùng, mà là một vài sản phẩm mà Tiên cảm thấy là tốt và hiệu quả, nổi bật trong số các sản phẩm Tiên dùng thôi. Và đây cũng là những bạn mà nằm trong các bước cơ bản dưỡng da make up của mọi người nữa. Thế nên Tiên mong là sẽ giúp ích được gì đó khi mà các bạn lựa chọn sản phẩm cho chính mình. Và cảm ơn các bạn vì đã xem đến hết video. Và chúc mọi người sẽ có một ngày 8 tháng 3 thật là vui. Và hãy luôn nhớ là phải chăm sóc bản thân và thật là xinh đẹp nhé. Bye bye.